Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì với video này thì Thiên Vũ sẽ chia sẻ một cái bật mí mà hiện tại chắc là các bạn cũng như là những khách hàng theo dõi kênh Thiên Vũ cũng khá là lâu. Mọi người sẽ biết là khi mà Thiên Vũ đã chia sẻ mọi người một số mẹo chúng ta đã có thể là nói về cái việc là cân delay cho bộ dàn karaoke của mình. Thì hôm nay Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn thì một cái hay mà ra Vũ đã sử dụng nó khá là lâu và nó dài rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có dịp để mình chia sẻ cho mọi người. Thì mình sẽ chia sẻ cái việc này thì không ngoài việc ra cái chia sẻ này, ngoài việc là khách hàng chúng ta có thể biết, chúng ta có thể mua và chúng ta có thể sử dụng, thì cái video này cũng sẽ dành cho tất cả những anh em đang làm âm thanh trong ngành nghề audio này. Chúng ta sẽ biết thêm một số dụng cụ để giúp cho chúng ta khi mà đi lắp cho khách hàng á, thì chúng ta setup cho nó đầy đủ, setup cho nó chuyên nghiệp hơn, cho nó đầy đủ đồ này nào hơn. Thứ nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu, là vấn đề là mình phải nhanh rồi chính xác cho khách hàng, làm sao được cũng không để mất thời gian của khách hàng quá nhiều trong việc mà chúng ta lắp đặt. Rồi ok, thì cái việc hôm nay Vũ chia sẻ chính là dụng cụ để cân delay. Thì cái dụng cụ cân delay á, thì các bạn biết chúng ta có thể sử dụng những Smart V7, V8 đúng không bạn? Thì các bạn đã quá biết rồi, thì đó là những cái tool chuyên nghiệp đó. Thì ngoài việc những cái tool chuyên nghiệp á, thì nó sẽ bị vướng bận cái gì các bạn? Thứ nhất là dây nhợ nè, thứ hai là thời gian nè, thứ ba là rất là cồng kềnh và rất là mất thời gian khi các bạn cũng như các anh em đi làm. Thì với những cái bộ dàn thật ra Smart 17 á, là các bạn có thể set up được, thật ra nó các bạn có thể nó là dùng ở trong cái môi trường ngoài trời thì nó sẽ ok, nhưng mà nếu mà ở trong nhà á, thì đối với gia đình á, thì thật ra cái không gian cái trong cái hệ thống âm thanh trong gia đình của mọi người á, thì nó sẽ bị rất là nhiều về vấn đề như là cái không gian nó xấu, rồi âm dội ở tường vách á, nó sẽ không được tối ưu giống như là ở phía ngoài. Thì mình có thể chọn những phương án làm cho nó tối ưu hơn, nhanh gọn cho khách hàng, và mục đích chính mình vẫn chính xác nhất là cái vật cân delay. Còn cái mà việc mà chia làm sao cho nó giải âm cho nó, thật ra công cụ chỉ là một phần thôi. Thật ra cái mà giúp cho cái việc mà khách hàng hài lòng nhất chính là chúng ta set ra được một cái âm mà vừa gu khách hàng là cái hay nhất. Cho dù chúng ta có một bộ dàn hay mà chúng ta lại set không đúng gu khách hàng thì đâm ra thì nó sẽ không còn hay đối với trong mắt của khách hàng nữa. Đó, tại vì khách hàng là người mua, chúng ta sẽ set cho làm sao cho khách hàng cảm thấy là hay nhất có thể. Đó, thì hôm nay Vũ sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo dụng cụ. Bao lâu rồi Vũ đã sử dụng rất là lâu rồi. Đó, thì đây là cái công cụ mà Vũ đi làm. Thì cái công cụ này á, là nó sẽ, Vũ chỉ cần một chiếc iPad, một cái mic pro, như vậy là hết. Như vậy là Vũ có thể cân delay, là Dolby Stream, rồi mọi thứ tất tần tật, giống như cái phần mềm Smart V7 các bạn sử dụng máy tính rồi sao cạc rất là nhiều thứ. Còn Vũ đã hết trong đây rồi, nên khi mà anh em Vũ làm về cái kỹ thuật á, Vũ lắp cho khách hàng rất là nhanh, cân rất là lẹ. Đó, cái bộ dụng cụ của Vũ hay đi làm cho khách hàng á, thì cái này Vũ giao cho Huy. Bạn Huy này, Huy là bữa giờ Huy đang làm rất là nhiều video chia sẻ. Đại diện Vũ chia sẻ một số những cái lặt vặt để cho mọi người có những cái mà anh em hiểu được cái gì sẽ chia sẻ cho mọi người hết. Đó, nó trong ngành, nói chung là karaoke với ngành live, hai ngành này nó cũng hơi khác nhau. Đó, thì đây là cái con micro các bạn, đây là cái bộ chứa đây. Đây là cái con micro của mình đang xài. Đó, các bạn thấy không, có những cái video các bạn cũng đã từng thấy Vũ sử dụng công cụ này. Nhưng mà chắc Vũ biết chắc chắn là mọi người sẽ không biết là để làm gì đúng không. Thật ra việc đó là Vũ cũng sẽ cân EQ, rồi cân delay giống như phần mềm Smart V7 thôi. Nhưng mà nó sẽ nhanh gọn hơn và nó sẽ tối ưu, tại vì sử dụng cái này các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian khi setup cho khách hàng. Thứ hai là đạt cái chuẩn cũng rất là ok. Đó thì ngoài việc chúng ta sở hữu một cái cây mic như thế này, đây là cây mic để đo RTA các bạn ha. Nó tích hợp hết luôn nè, bao gồm cái các bạn, đặc biệt các bạn biết tại sao cái này nó lợi hại không? Tại vì cái này nó lợi hại cái điểm là bao gồm là thả pin noise luôn, tức là hai chiều, bao gồm thả và nhận ha các bạn ha, không cần phải là trên chúng ta thả pin noise trên mấy con vang có sẵn, mình chúng ta có thể tự thả luôn, rất là dễ. Đó, đơn giản. Phía trên đây bạn hãy quay cận cảnh nè, các bạn thấy không, đầu mic nè, đầu đi mic nè các bạn ha. Đó, đây là cái đầu mic thu nè. Đó, còn đây là ngõ out ra để cho chúng ta thả pin noise, còn đây là đầu vào để chúng ta nhận tín hiệu đầu vào ở không gian âm thanh ở trong cái không gian.
đó các bạn thấy nhỏ xíu à. Ok rồi, ngoài việc chúng ta cần cái này á thì chúng ta sẽ cần thêm một cái, đó chính là app. Cái này nói chung là Vũ đam mê nghề này nên Vũ cũng hay đi học, nói chung là đi học lỏm mấy anh nước ngoài, các gian diễn đàn nước ngoài á, học gì đó. Nhưng mà nay hôm nay do là Vũ đã có một cái mới hay hơn nên Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người và những anh em âm thanh cái này à. Rồi thì đó là chúng ta sẽ tải phần mềm này đây, các bạn có thể tìm trên Google ha. Đó, để mình mở lên các bạn thấy chưa, đây nó có rất là đầy đủ, nó cũng đâu khác gì, nó cần những rất là những thứ nè. Đây là thời gian để chúng ta cần delay nè, các bạn có thể chọn nè, đó những cái tin chọn nè. Rồi chúng ta để chút nữa Huy vào, Huy sẽ làm cho mình, Vũ sẽ phân tích cho mọi người dễ hơn. Non nè, đó cái này là cái độ phân giải của giải tầng ha. Đó, ở trên đây là độ nhận nè. Đó rồi chúng ta có thể set up nè, để chế độ fast như nè, decay như thế nào nè, chậm hay như thế nào nè, đó để chúng ta dễ nhìn hơn. Thì thường thường mình cứ để mặc định đi, đó đó, slow chậm đi. Ok rồi, ở đây là phần cài đặt, các bạn có thể vô cài đặt. Đó, nó rất là nhiều tin chọn cho mọi người chọn nha, để mọi người có thể set up để phù hợp với cái thiết bị mình đang có. Rất là nhiều. Đó, rất là nhiều cái. Rồi, bây giờ làm sao? Thì việc đầu tiên đó là, và Vũ xin chia sẻ một cái app này ha. Hiện tại cái app này app bản quyền nha mọi người ha. Chúng ta sẽ không sử dụng free nha, tại vì cái này là app bản quyền đàng hoàng nha. Các bạn sẽ, đợt trước Vũ mua combo cái app này hình như là 2.1 triệu bao nhiêu á, 2.1 triệu. À, để Vũ chia sẻ cho tất cả anh em luôn. Anh em làm thanh đi lắp gia đình á thì chúng ta làm này cho nhanh, cho khách hàng nó chuẩn á. Chứ chúng ta mà lắp dàn karaoke có sub, có full, có sub nữa mà chúng ta không cân delay thì nó sẽ làm mất đi cái hiệu quả của bộ dàn mà mọi người bán cho khách hàng. Đó, chúng ta phải làm cho nó chỉnh chu hơn. Đó, Vũ chia sẻ một số mẹo những anh em đi lắp karaoke. Anh em làm thanh nào mà không biết thì Vũ sẵn sàng vui vẻ chia sẻ hết nha. Địa chỉ mua chỗ nào mọi người comment hoặc các bạn gửi mail vào hợp tác a@thiemvu.com, Vũ sẽ share cái đường link đó cho mọi người. Mọi người có thể tự đặt mua về. Và chúng ta làm vào app này, mọi người, Vũ sẽ chụp hình icon này và gửi đường link ở bên dưới, mọi người sẽ tự tải về nha. Cái này là hỗ trợ cho điện thoại và mobile. Đó. Đây. Rồi. Thì cắm dây á thì ở đây là ngõ này chúng ta sẽ cắm vào ngõ 3.5 của iPad. Các bạn ha. Chúng ta sẽ cắm vào ngõ 3.5 của iPad. Các bạn ha. Và cái này là dây 3.5 ra ngõ bông sen. Đó, các bạn ha. Tại vì sao? Đường này nó sẽ thả bên noi. Ngõ này là ngõ thả bên noi, bao gồm chúng ta sẽ test nhạc ở tại iPad này luôn, chúng ta không cần phải rút ra rút vào. Đó. Chúng ta sẽ test nhạc bằng iPad này luôn. Đó, nó sẽ thả vào, chúng ta sẽ, và đường dây này sẽ được dẫn đến đây. Đây, mọi người bạn có thể quay. Đây. Chúng ta sẽ dẫn vào cái đường input của van số hoặc thiết bị xử lý của các bạn. Đó, phải không? Left right rõ ràng. Chúng ta không cần phải một sợi, hai sợi gì cả. Còn vì cái việc này thì chúng ta có thể xử lý ở trên cái phần mềm. Chúng ta có thể nghe được chế độ mono. Đó ha. Đó. Đó các bạn không? Rất là đơn giản, Vũ chỉ cần sợi dây 3.5. Dây ba ly dài này mua, các bạn mua sợi mà 5m, 10m gì đó. Rất là gọn. Ta bỏ vô cái ba ly đi làm khách hàng xử lý nhanh cho khách hàng. Rồi. Đó, thì sau đây là phần mềm. Rồi Vũ sẽ play thử cho các bạn mọi người xem nha. Đây là mic ha, Vũ play nè. Để mọi người chờ xíu nha. Đợi xíu. Rồi mình sẽ thả bên noi nè. Đó. Các bạn khi mà mình thả bên noi á thì vì mình đang tắt men, để chút nữa Huy nghe điện thoại xong mình sẽ nhờ Huy giùm. Mình sẽ ngồi mình phân tích cho các bạn một số cái thứ. Bạn thấy không? Đây. Nó nhạy không nè, bạn gõ nè. Rất là nhạy nha các bạn. Bạn thấy chưa? Over nè, nó ghi ra thông báo bạn bị over nè. À. Bạn thấy chưa? Còn đây nè các bạn. Đây là độ phân giải. Nó có độ phân giải, các bạn thấy không? Bị rớt nè. Cho nó chi tiết hơn. Thấy không? Mình chỉnh non đi cho nó dễ. Các bạn có thể tùy chọn được cái này nha. Đó, các bạn muốn sử dụng, các bạn nhìn cái này, nói chung độ phân giải để chúng ta coi cái độ chi tiết của nó. Rồi. Rồi, chúng ta có thể coi hiểu nó rớt như thế nào. Đây,
Ủa trời, mọi người chờ một xíu. Để Vũ để ngang cho mọi người ha. Để ngang đi. Mọi người chờ xíu nha, để Vũ để ngang. Đó, các bạn sẽ dễ nhìn hơn nè. Rồi, mọi người hãy coi tiếng xì của Vũ nằm ở dãy nào ha. Các bạn coi nha, nó sẽ nhận biết nha. Đó, tiếng xì của Vũ đang rất là yếu các bạn, tức là dB đang khá là yếu nên nó sẽ bị ngắt quãng ở đây. Đó là tiếng xì, là nó nằm ở khoảng 7 kg, 6-7 kg gì đó là tiếng xì. Ồ, nó sẽ hiện lên rất là đầy đủ khi mà nói, nó các bạn thấy nhảy liên tục không, rất là nhạy nha. Cái này á mọi người á, thật ra cái việc này á, mọi người sử dụng cái này có thể chống được, để sử dụng để làm cái việc là chống hú chính xác hơn so với các bạn sử dụng mà chúng ta rà, chúng ta dùng cách này để chúng ta chống hú. Còn đối với một số khách hàng á, nếu mà chúng ta mà muốn vọc vạch á thì chúng ta sẽ không có cây mic này, không có cây mic này thì chúng ta không có điều kiện á mua cái mic này, hoặc là chúng ta chỉ lâu lâu chúng ta chỉnh á, thì chúng bạn có thể sử dụng chi một khoản mua cái app này, nó sẽ chỉnh chu hơn, các bạn sẽ sử dụng cái này á, cái độ chính xác nó cao, và lúc đó các bạn có thể xử lý chống hú cũng được. Đó, chúng ta sẽ tận dụng rất là nhiều thứ trong đây. Còn cái việc cây mic này nó sẽ giúp thu nhận tín hiệu tốt hơn, độ nhạy nó cao hơn, dây tần nó bén hơn, thì nó sẽ chính xác cho những anh em đi làm lắp âm thanh cho mọi người. Các bạn nhớ tên phần mềm nha, mọi người tải về. Rồi, ví dụ mình đo xong các bạn muốn nhớ lưu trữ như thế nào, các bạn chụp hình ở đây. Nhưng mà đối với Vũ thì thật ra mấy anh em đều nhớ là mình, khi mà chúng ta bấm lưu trữ đây nó sẽ đều lưu hết ở trong cái mục file đây hết rồi các bạn. Đó, mình chỉ lôi ra các bạn thể so sánh được luôn. Rồi, bây giờ bạn có thể quay lại giúp mình, cameraman quay giúp mình ha. Thì ở đây mình nói giờ mình sẽ thả bên noi nè, thả lại để cho bạn có thể quay lấy được màn hình của bạn Huy ha. Huy sẽ tăng giảm để coi cái tỷ lệ. Còn cái này là cái phần mà hồi nãy mình đo bản trước mà mình chụp hình, do mình nãy cài đặt mình bấm nhầm, mình không có bật lên lại cái hình và sử dụng hình ảnh chụp lại để mình so sánh á, là mình tăng lại nè. Các bạn không, khi chúng ta đủ cái dB á thì những cái đoạn này á nó không, tức là những đoạn đứt này, tức là những cái tín hiệu này nó đang bị yếu, tại vì Vũ đang mở đây rất là nhỏ, nhưng mà Vũ mở lớn là đủ dB cho nó nhận thì nó sẽ dày hơn, nó sẽ dài hơn, chính xác hơn. Đó. Rồi bạn Huy có thể kéo hai kết đi, kéo vào. Đó. Đó. Các bạn thấy chưa? Nó đạt đó. Xả ra. Đây. Đó, mình phải để vậy mấy bạn mới dễ hiểu nè. Đó. Đó. Rồi xả ra. Nó sẽ lên lại, các bạn thấy chưa? Phải, nó lên lại chưa? Đó. Rồi ví dụ đi. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn đo delay này, thật ra cái con này rất là dễ, các bạn cực kỳ dễ sử dụng luôn, là khi mà chúng ta bấm á, Vũ bấm reset đi nha. Rồi khi mà chúng ta đang thả pin noise như thế này thì nó đang chạy, các bạn thấy nó đang chạy không, mình ví dụ thôi nha. Giờ mình mở lớn lên, sau đó chúng ta sẽ bấm cái nút, bật cái nút dây lên và chúng ta bấm fin delay thì nó sẽ tự động lấy được cái địa điểm của cái micro, từ micro đến cái loa đó, rất là dễ, chứ chúng ta không cần làm gì cả. Rồi Vũ lên lại nha, cho nó chạy delay lại đi. Rồi, lên ha. Xong, bấm 39 các bạn ha. Đó, ok. Xong, khi mà chúng ta bấm thoát ra ngoài là chúng ta có tham số là từ cái vị trí loa đến cái vị trí mà chúng ta đang đo, vị trí ngồi, vị trí đặt mic á, chính xác là vị trí đặt mic thì nó sẽ có là 33,90 mili giây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kia cả việc chúng ta là, ví dụ chúng ta sẽ đo sub, và sau khi chúng ta đo sub và chúng ta sẽ dùng cái con số nào cao hơn thì chúng ta sẽ dùng cái con số cao đó trừ cho số nhỏ, và chúng ta sẽ ra cái con số và chúng ta sẽ giảm delay cho cái con số cao đó xuống, là nó sẽ ra tỷ lệ để cái vị trí sub và lo để chúng ta có thể đến cùng với nhau cùng một lúc đó. Thì cái việc này á thì nó sẽ giúp cho mọi người, thứ nhất á, cái bộ tool nhỏ cơ bản mà di động như thế này
sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là cân delay, thứ hai là rất là nhỏ gọn và đầy đủ tính năng, thứ ba là mọi thứ là nó đều tự động hết rồi, các bạn không cần phải làm gì cả. Về việc delay là nó tự động rồi, và chúng ta dựa vào con này để chúng ta xử lý EQ rồi. Thật ra nhưng mà đối với việc mà chúng ta sử dụng, mà khi mà giao thoa với nhau, chúng ta sử dụng để khi mà chúng ta kiểm tra sub với lại full nó giao thoa với nhau. Còn việc mà nghe cái giải âm như thế nào thì chúng ta nên dùng bằng tai, chúng ta đừng có dùng mic để chỉnh mà tối ưu. Thật ra đừng có tối ưu bằng mic quá, thật ra chúng ta nghe, chúng ta dựa vào cái tai nghe nữa mới là quan trọng. Chứ chúng ta đừng dựa vào cái mic nhiều quá, chúng ta chỉ dựa vào mic để thay thế cho chúng ta là xác định những vị trí cần thiết mà chỉ có máy móc mới làm được thôi. Còn cái việc mà nghe chất âm như thế nào, gu, shape hay bass như thế nào hay là mic như thế nào thì mọi người nên dùng tai, chúng ta nghe cảm thấy cái âm nào mình hài hòa nhất và mình thích nhất thì chúng ta chọn cái đó. Đặc biệt á thì ở đây là Vũ làm nhanh, Vũ cắm vô gọn thôi. Chứ còn đối với những bạn mà chúng ta đi làm, chúng ta có một cây keyboard á, chúng ta sẽ bứt cái cây này ra, chúng ta sẽ thêm một sợi dây, đó là sợi dây 3.5 ngõ cái, chúng ta cắm vào đây và chúng ta dùng cái cây keyboard chúng ta kẹp ở vị trí mà chúng ta cần đo, và sau đó cho một cái dây 3.5 đực thì chúng ta có thể đi bất kỳ khán phòng nào, chúng ta ngồi đây mà mic nằm đằng kia ở khoảng cách xa, chúng ta vẫn xử lý được rất là đơn giản, rất là nhanh. Đó, vang số chúng ta chỉnh thôi. Ở đây chúng ta nhìn tham số, chúng ta đo tỷ số và sau đó chúng ta điền vô cái vang số của mình thôi. Thì đó, hôm nay là một cái mẹo mà Vũ chia sẻ với mọi người, đó là cái bộ đồ nghề đi làm, các bạn làm trong gia đình đó, trong phòng gia đình rất là nhanh gọn và hiệu quả nữa. Chống hú, chống rít đồ này nọ thì rất là thoải mái, đo rất đơn giản chứ như vậy thôi đó. Còn cái bộ mới của Vũ á thì Vũ chia sẻ với mọi người, nó là một cái công cụ rất là chuyên nghiệp. Nó dành để đo cho những cái phòng studio, những cái phòng mà để họ test loa, những cái phòng mà kiểm âm, để phòng mà master những cái bản hát của nước ngoài á. Thì Vũ tìm hiểu ra, Vũ tìm ra một sản phẩm nó có thể đo delay, mà nó đo nó không giống như mình, mà nó đo theo một cái phong cách khác, đó là đo nó thả những tiếng bạo lực, nói chung là những tiếng dứt khoát, để nó lấy điểm nhấn, nó lấy từ cái lo full đến cái vị trí mà chúng ta để mic. Nó giống như là đo delay của phim đó mọi người, nghe tủm 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 nghe vậy đó. Nó sẽ chính xác hơn so với bin noise. Thật ra bin noise thì chúng ta đo vẫn được rồi, nhưng mà thật ra có bin noise này á thì nó sẽ khỏe hơn về cái giải âm hơn. Còn việc delay thì cái máy đó nhiệm vụ nó lấy delay rất là nhanh, chúng ta cần bấm nút thôi đó, nó bấm nút thôi là nó sẽ nổ đó. Ok. Và cái máy đó thì hiện tại là giá nó hơi cao nhưng mà khi mà đi làm cho khách hàng mà việc mà lấy delay á thì rất là nhanh luôn, đo rất là đã luôn, thì nó khoảng 3.000 đô thì Vũ đang trông chờ nó về tới. Nên hôm nay cái này thì đã làm cũng đã lâu, cũng 2 năm chứ không em, 2 năm rồi, cái này đã xài cũng được 2 năm rồi đó. Thì giờ chia sẻ cho mọi người. Ok, vậy thì hôm nay là Vũ đã chia sẻ đầy đủ thông tin và những cái mẹo mà Vũ đi làm cũng như đi lắp cho khách hàng đó. Thì và chia sẻ cho tất cả anh em Thanh, thì anh em nào đang tò mò hay đang thắc mắc gì á thì các bạn có thể comment bên dưới, Vũ sẽ chia sẻ hết mọi người. Mọi người có thể mua về chúng ta về vòng chúng ta tham khảo coi những cái này làm có ok đúng hiệu quả cho chúng ta hay không. Còn nếu mà chúng ta tìm trên Google hoài mà vẫn không thấy á, các bạn nhắn tin riêng cho Vũ, và nhắn tin công ty Vũ sẽ gửi đường link cho mọi người, tại vì những cái sản phẩm này hơi khó tìm. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ, và chúc các anh em âm thanh chúng ta sẽ thật là nhiều khách hàng hơn, và giúp cho khách hàng trải nghiệm nhiều âm thanh chất lượng cao hơn, và nhiều sản phẩm chúng ta sẽ cho khách hàng cái phong thái, cái văn hóa karaoke càng ngày nó sẽ càng chuyên nghiệp hơn so với ngày xưa rất nhiều. Xin chào, hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.